À, chúng mình ơi, có một đoán của chúng ta sẽ là gì các bạn nhỉ? Gì các? Bài số âm nhá. Bài số âm từ này tận 4 âm tiết đấy các bạn này, 43 âm tiết này này. Một sẽ là gì ạ? À? Nhìn vào phiếu ơi, đỡ phải khổ đi. Thế á? À? Một người đang chờ kìa. Câu số 1 đáp án của chúng ta sẽ là gì các bạn nhỉ? À, cô nha, cái lúc là cô là 2, 3. Effective. Efficiency. Đúng rồi. Appliance. Appliance chứ không phải apply nhé. Apply có nghĩa là xin việc. Còn đây là appliance, có nghĩa là kiểu như là appliance. Đấy chưa ạ? Vâng. Cái từ này, innovation. Âm à, số 3. Vâng, từ này, vậy câu này của mình sẽ là đi. Thế mình ơi, innovation nghĩa gì các nhỉ? Là gì con? Là gì nhỉ? À, innovation có nghĩa là gì nhỉ? Sự bọn con ghi đi, tức là sự sự thúc đẩy ạ. Rồi, câu số 2 cho cô nào. Câu số 2 A B C D ạ. Câu số 2. Rồi. Promote, không phải pro con nhá. Con online comment đi con nhá. Rồi, câu này của chúng ta tiếp tục nào. Câu số 2 đó của chúng ta là gì con? Chúng mình sẽ làm chậm nhá, chúng mình sẽ không làm bài nhanh đâu các bạn ạ, làm nhanh sẽ không có tác dụng đâu. Nhá. Đấy, quan trọng là các bạn có được cái gì trong đầu từ lúc thi thôi. Rồi câu này chuẩn bị tự ghi ABCD cô nhá. Nào câu này là gì con? Câu 2 là gì ạ? À? Câu này của chúng ta sẽ là C. Là câu nào? 2, 3. Suggest. Đúng rồi. Âm tiết số mấy ạ? À? Số 2. Các từ là âm tiết số. Số 1 là câu nào? Ordinary. Recent. Regularly. Đúng rồi. Chính xác. Câu số 3 sai rồi các bạn ơi. Câu số 3 đáp án của chúng ta sẽ là A, đúng rồi, chính xác. Câu trước này dễ quá đúng không ạ? Used to có bốc nghĩa là gì các bạn nhỉ? Con nên nói đi, học tiếng Anh muốn nói, muốn học nhớ lâu ấy là chúng mình phải nói thành tiếng là chuẩn nhất các bạn ạ. Nào, à đúng rồi, used to have, người ta dịch là đã từng làm gì đó. Và bây giờ có làm nữa không ạ? Không làm nữa. Nhá, yeah, ok. Thì nhờ, hai bạn đang gọi online vào ấy đi con, vào vào phần chat đi, phần Thái ngồi chat đi ạ. Rồi, hôm nay rất nhiều bạn đang ngồi không được vào phòng ngày hôm nay. Tội lười không làm bài. Nào câu số 4 của chúng ta là câu gì đấy các bạn nhỉ? À cũng ước đúng rồi. Xác định cho cô nhé. Ước thì không bao giờ dùng hiện tại cả. Đó điều chắc chắn. Được chưa ạ? Rồi. Cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là ấy rồi. Xuất sắc luôn. Đổi thành gì con nhỉ? Thành gì ạ? À đúng rồi. Đổi thành cút cho cô. Amazing. Good job. Thank you. Câu dưới nhá. Câu dưới dễ quá. Nào. Câu 10 là, à, câu 5 sai đâu đấy ạ? The doctor suggests that he should drink more water and took a lot of rest. Câu này sai đâu ạ? Nào, chúng mình có một cấu trúc là gì nhỉ? Suggest that somebody should do something. Nhìn này, suggest that này, he should này, drink là đúng này. À, vậy vậy thì sai ở đâu? À, đúng rồi, sai chút. Đổi thành gì các bạn nhỉ? Đổi thành gì ạ? Đổi thành gì ạ? Take. À, biết vì sao đổi thành take không? Bởi vì chúng ta có từ gì đây con? Từ gì đây? Từ and. And có nghĩa là và có nghĩa là dùng trong cấu trúc song gì? À đúng rồi, song song trên chúng ta phải dùng take đây nhá, nhớ cô chút nhá, nhớ cho cô là sau should động từ phải là nguyên dạng. Với cả cô bảo này, hôm trước đề Chu Văn An có một câu này, các bạn nhìn thấy câu này, bây giờ người ta đề bài không không có từ should nữa đó, thì lúc này từ drink chúng ta có cần phải chia từ không các bạn? Không, giữ nguyên cho cô, các giữ nguyên cho cô và đổi giữ nguyên cho cô là không có s, mặc dù đây là chủ ngữ của mình là ngoại, bởi vì cấu trúc nó như thế, nhớ chưa? Rồi ok nào. Bài dưới là bài về câu đồng nghĩa cho cô nè. Các bạn nè. A woman had a narrow escape when a car came around the corner. Ờ, vậy cô này sai rồi đẹp. À quên nhầm. À, đồng nghĩa xin lỗi. Chúng mình cho văn cảnh nhé. Đừng, với dạng bài này, cái cấu trúc này là khá là mới các bạn. Nhưng mà đừng đi tra từ điển nhé. À, các bạn cho văn cảnh cho cô. Một người phụ nữ gì đấy khi mà ô tô đi vào cái góc đấy. Ok. Vậy thì câu này của chúng ta phải là escape, à, quả chúng mình này, cái từ escape nghĩa gì con nhỉ? À đúng rồi, escape có nghĩa là trốn thoát. Rồi, chính xác. Hurt là bị làm sao các bạn? Hurt là bị sao? À, hurt là bị thương. Đúng rồi, chính xác. Run away là gì các bạn? Run away có là chạy đi, đúng rồi, chính xác. Vậy thì, nearly có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Gần, đúng rồi, chính xác. Bump into the car là gì các bạn? À đúng rồi chính xác. Cho bạn ghi nghĩa đi ạ. Rồi.
bump into the car, ví dụ đầu car, ví dụ đầu mình đâm vào tường ạ. Bump into the wall. Đúng không ạ? Ừ. Ok, rồi. Vậy thì theo các bạn, đồng nghĩa trong câu này của chúng ta chỉ có thể là gì đấy ạ? Là B. Đúng rồi, ok. Gần bị thương thôi, chứ không phải bị thương. Gần bị thôi. Bởi vì, ừ đấy, đúng không ạ? Bởi vì chỗ này của chúng ta là head and narrow. Narrow hẹp ấy ạ. Tức là kiểu như là, như kiểu là thoát trong một cái tích tắc luôn ấy. Mình hiểu như thế. Đấy, chúng mình cho văn cảnh. Chúng mình hoàn toàn có thể làm được, phải không ạ? Rồi, tiếp theo nhá. There was nothing they could do but leave the car at the roadside where it had broken down. Broken down là nghĩa là bị làm sao ạ nhỉ? À, rồi, nó bị hỏng. Đúng rồi, chính xác. Chẳng có gì họ có thể làm ngoài việc rời cái ô tô ở cái bắt ở đây là bắt ở đây có nghĩa là ngoài việc các bạn ạ. Cho nên tại sao mình có một câu chuyện như sau các bạn này. Nothing but live here. Chẳng làm việc gì ngoài việc rời ở đây đi. Đúng không ạ? Nhá. Nothing but live here. Ok? Rồi. Vậy thì câu này cũng thế. Ok. Vậy thì đồng nghĩa trong câu này của chúng ta là gì? Bạn comment online đi. Nào, câu này chúng ta phải là A. Đúng rồi, chính xác. Except có nghĩa là loại trừ. Đúng không ạ? Instead of là gì các bạn nhỉ? Là thay gì? Thay gì nhỉ? Thay vì, không nhớ ghi về phiếu luôn các. Thay vì, không nhớ ghi về phiếu thẳng luôn. Unless nghĩa là gì ạ? Trừ khi, đúng rồi. Ra là gì? À, đúng rồi, chính xác. Thôi, bây giờ chúng ta làm bài về opposite, trái nghĩa nhá. Rồi, ôi, cái đề này giống đề trường Trung Văn tuần trước thi thế nhở? Châu giống lắm luôn đấy các bạn ạ. Giống cực kỳ luôn ấy. Nào, theo các bạn, nào, trừ khi, ai đọc đúng cho cô từ này trước nào? Cái từ chữ ký đọc gì các bạn nhỉ? Sai, một bạn. Tiếp tục nào. Đọc lại nào. Signature. Mắng con mèo. Signature, âm tiết số mấy ạ? Số 1. Đúng rồi, chính xác. Trừ khi, hai chữ ký là gì đấy? Nếu không thì ngân hàng không. On a check. On a có nghĩa gì gọi nhỉ? On a nếu như là on nghĩa là vinh danh hoặc là vinh dự. Vinh danh á. Tức câu này có nghĩa là gì ạ? Ở ngân hàng sẽ không cái check này. Gì giống nhau hay khác nhau các bạn? Giống nhau, đúng rồi, chính xác. Vậy thì trái nghĩa của chúng ta phải là bài trái nghĩa mà. Vậy thì khác nhau là gì con nhỉ? Phải là, đúng rồi, different. Nhá. Different có nghĩa là khác nhau. Similar là giống nhau. Đi về giới từ gì các bạn nhỉ? Similar đi về giới từ gì đấy? À, to, đúng rồi. Fake là gì các? Fake là gì nhỉ? Là giả, đúng không? Genuine là gì? Genuine là gì các nhỉ? Là thiên tài, đúng rồi. Ok, thế nhá. Còn tính từ người ta dịch là tự nhiên là genius, đúng rồi. Độc đáo, đúng không? Rồi. Strongly advocating health food. Jane doesn't eat any chocolate. Nào, gì đấy? Cái gì đấy rất là mạnh mẽ về thức ăn bổ dưỡng. Jane không ăn chocolate, sô-cô-la. Vậy thì theo các bạn, advocating nghĩa là gì? Ủng hộ hay phản đối nào? À, ủng hộ, đúng rồi, chính xác. Vậy trái nghĩa của nó là gì đấy ạ? Support là gì nhỉ? Hỗ gì? Hỗ trợ, advice là gì ạ? Khuyên, impact là gì ạ? Impact có nghĩa là gì ạ? Là phản đối. Deny là gì ạ? Phủ nhận, đúng rồi, chính xác. Một cái là ủng hộ thì một cái thì phải là gì nhỉ? Phải là gì nhỉ? Phản đối, đúng không ạ? Ok. Bạn nào đang gọi cô nhỉ? Rồi, thì câu này của chúng ta phải là gì đấy ạ? Câu này của chúng ta phải là gì ạ? À, đúng rồi, chính xác. Nhá. Rồi, cô giới cô nào. How lovely your cats are. Con mèo của bạn mới sao? Mới đáng yêu làm sao? Ok, vâng. How lovely your cats are. Con mèo mới đáng yêu làm sao? Được chưa ạ? Để cô cho bạn nào. Đó, ok. Vậy thì câu này của chúng ta phải lại cho bạn Thành vào cái đã. Không, bạn ấy đã gửi bài rồi. Mẹ vừa nhắn tin trên nhóm. Bạn ấy vừa nhắn tin trên nhóm. Cứ nhắn tin trên nhóm mới cho vào. Không phải cứ ngồi đấy. Tội không làm bài. Mấy Trần Đức thì bố Trần Đức thì cũng thế đấy. Mấy công bằng ấy. Mấy bạn này buổi sau cô check đi nhá. Rồi. À, con mèo bạn đáng yêu làm sao? Bây giờ câu này gọi là câu gì nhỉ? Câu khen đúng không?
bạn. Vâng, thế câu này phải là gì đây các bạn? Phải là gì nhỉ? Ừ, phải là b-boy. Thank you. It's nice of you to say so. Cô từ xưa nay đi, cô từ xưa nay không bao giờ cô đi tính cô được biết quỵ lụy ai là gì đâu các bạn ạ. Tính cô từ lúc đi làm thuê như thế luôn ấy. Mình có trình độ thì sao mình quỵ lụy ai đúng không ạ? Không bao giờ quỵ lụy ai nhá. Hồi xưa cô đi làm à, ngày nọ ngày kia các giáo viên đi đi quà hiệu trưởng ấy, cô never luôn. Bởi vì cô khẳng định cô đi không đi làm thuê mãi mà cô chỉ đi vi hành các trường Việt Nam thôi. Không bao giờ đi qua các hiệu trưởng nó thế nhanh. Mà không bao giờ cần phải nhờ vào ai để mở lớp nó kia, never luôn ấy. Cô tạo thành một cái tính cá tính từ lúc đi làm rồi, không bao giờ có chuyện như thế luôn. Nhưng mà mình luôn được khi mà cô nghỉ làm ấy, khi mà cô nghỉ làm thì ai cũng tiếc luôn nhé. Bảo là thật sự mà để có được một người mà tâm huyết như em rất là hiếm cái thời buổi này. Người ta nói thẳng luôn ấy. Bởi vì cô rất là tâm huyết học sinh ấy. Nhưng cần mình có trình độ tại sao mình phải quy lý ai đúng không ạ? Nhưng mà để được như vậy thì các bạn phải học, phải phải có trình độ thực sự đúng không ạ? Chứ cô thật ra đi làm hồi bọn con tự con khác như hồi tuổi cô ấy, là ngày nọ 20/1 này, 20/10 này, 18/3 nhá. Điều trưởng quá cao đi. Đây còn lâu. Cơm. Bà cũng là giáo viên, tôi là giáo viên, tại sao tôi phải đi quá cao với bà? Bà làm gì cho tôi được đâu? Tôi có xin việc cho bà, tôi có phải mất mấy trăm triệu hồi xưa thời của cô nhá. Cứ một giáo viên vào là hết 400 triệu. Và công chức bây giờ hình như bây giờ 500 rồi, nhưng cô never luôn, cô không mất một đồng nào luôn, cô thì tay bo luôn, cô không cần mà thẳng thắn luôn ấy, bởi vì là người ta còn công chức làm kê, cô cần quái đúng không? Mình cứ làm đi xem các trường Việt Nam làm thế nào thôi. Nhưng mà cô bị cú sốc văn hóa các bạn ạ, khi làm từ Liên Hợp Quốc mà sang đến các trường Việt Nam cô bị cú sốc văn hóa, bởi vì vào đấy cô bị choáng ngợp theo chiều hướng xấu ấy, không tốt ấy. Nói chung là không nói xấu vì đang livestream không nên nói xấu. Chứ nếu nói xấu thì nhiều cái nói xấu. Không. Chính xác, không nên nói xấu. Không nên nói xấu. Ok, nào, có ổn không nếu như mà tôi sử dụng cái computer, sử dụng computer của mẹ, mẹ ơi. Vậy thì mẹ sẽ nói nào với các bạn nhỉ? Mẹ sẽ nói nào các bạn ạ? À, đúng rồi. Mẹ sẽ nói là gì? À, chắc chắn rồi. Con cứ dùng đi, đúng rồi. Sure, go ahead. Được chưa? Rồi, xong chưa? I don't care là gì các bạn nhỉ? Các online comment đi bạn ơi. Zoom comment đi con ơi. Rồi, I accept là gì? I accept, chấp nhận đúng không? Forget là gì ạ? Quên, đúng rồi. Chính ra, bài dưới nào. Phát âm. Nào, comment con ơi. Comment, 12 là gì đây? Abacana con ơi. To rồi cho nhìn nó đã mắt này. Câu 12 là gì đây bạn ơi? 12 là gì các bạn nhỉ? 12 là A đúng không? Sai rồi đấy. Không đúng. Câu này của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Đi đó. Yeah. Đọc là gì nhỉ? Ai gì? Island. Đúng rồi. Không phải Iceland đúng nhá. Island. Island. Island có nghĩa là đảo. Đảo các bạn ạ. Nhá. Yeah. Ok. Island. Island. Rồi cái từ này mình đọc là Y cô nào. Rickshaw. Carnival. Citadel. Thấy chưa? Citadel là lấy đây là kiểu như là gọi là gì nhỉ, thành lũy đấy hay là cái gì nhỉ, Huế Citadel đấy đấy, Island kinh đô đúng rồi. Rồi ok cô dưới nào, 13 là gì con ơi? 13 thì dễ quá, 13 là gì nhỉ? Bờ đúng rồi, bờ nhá. Đọc là realize the. Lớp mình hơi qua bảng này nhá, nếu như mà cái chỗ này này cô thay bằng từ S, cái lớp nhìn này, mình vẫn đọc là realize. Cô bỏ chữ D đi, tức là hiện tại đó. Và khi cô thêm chữ D vào thì mình giờ Z, cứ tức là Z mình đọc D đúng không ạ? Các từ lại nhá, past, wished, touched, được chưa? Ok, bài giới đục lỗ nào. Touch. Con lại bật mic và đọc đi con ơi. Đọc đi, học thêm các bạn không đọc ra thì các bạn chẳng biết cái gì đâu. Không biết đọc từ mà không nhớ được từ vựng đâu con ơi. Nào comment nhá, comment nào. Comment. Nào, Đức làm xong bài rồi. Đang xin cho vào, được rồi, cho vào. Cứ làm bài xong rồi cho vào, không cứ ngồi đấy nhá. Rồi. Đây gặp phải chiến dịch đánh úp qua rồi. Rồi, xin mời các bạn comment các bạn ơi. Comment. Chúng vào rồi. Nào, câu số 1 là gì con ơi? Đọc qua bước 1 nhưng bọn mình đừng làm một phát luôn, bọn đọc lướt cho cô một lượt. À, bài này người ta nói về cái gì?
sau chúng ta mới nhìn từng câu từng câu từng câu một. Đấy, làm bài xong rồi khoanh phát xong ngay Hải đang nhờ đúng không? Rồi. Organize được tổ chức nhá, được được sắp đặt trước ạ. Vâng, được được sắp đặt trước. Football games began in 1863. In football, two of 11 players try to kick or head the ball into the goal of the other team. The goalkeeper tries to keep the ball out of the goal. Is the only player on the field who can touch the ball with his or her hands. The other players must use their feet, heads and bodies to the ball. Vâng, tức là gì ạ? Những cái trận đấu bóng đá, đúng không ạ? Bắt đầu vào năm 1863. Với môn bóng đá thì hai gì đấy, với 11 cầu thủ. Hai gì các bạn nhỉ? Hai đội. Hai đội phải là gì ạ? Teams. Đá bóng có hai đội đúng không? Không thể ba đội được đúng không? Rồi, try to vote là gì các bạn nhỉ? Try to vote gì nhỉ? À đúng rồi. Quán đây làm cái gì đấy? Rồi, chính xác. Try to vote người ta dịch là cố gắng làm gì đó, không phải là gì đấy. À đúng rồi, chính xác. Rồi. Và head tức là đá bóng vào bằng đầu ạ, vào trong gôn của đội khác. À, cầu thủ gì đấy? Đúng không ạ? Nào, vậy câu này của chúng ta phải là gì các? A B C D nào. Xem sao được không? Try là động từ mà. Đây chính là chuyên đề đại từ quan hệ. Đúng không ạ? Câu này là chuyên đề đại từ quan hệ. Đúng không? Thì câu này phải là gì con? Phải là gì nhỉ? À đúng rồi. Phải là b-boy. Đúng không ạ? Sau who là động từ nguyên gì? Sau who là động từ nguyên dạng cơ mà. Đúng không ạ? Nhá. Sau who là động từ nguyên dạng nên bạn bị yếu. Không sao cô, em vẫn nghe cô căng lắm, phải lo quá. Rồi, nhá. Rồi, vậy cô này phải là who này. Cố gắng ra, giữ bóng đi ra ngoài khỏi gôn, tức là không bị vào gôn đúng không ạ? Là cầu thủ duy nhất ở trên sân cỏ, người mà có thể chạm bóng với tay. Đương nhiên cầu thủ, thủ môn được sờ đúng không ạ? Và các đi cho cô này, các đi cho cô này. The other, đằng sau là danh từ số gì đấy con? À, đúng rồi. Vậy cô nói lại cho chúng mình, không phải ghi đâu vì cô dạy nhiều quá rồi. Cô bảo này, mình có một cấu trúc là gì ạ? The other cộng với danh từ số, số nhiều. Có tại nhiều. Sao phải có mạo từ giờ đây? À, cô nghe cô giải thích này. Tại sao phải có giờ đây? Những cầu thủ khác là trong cái số 2 cái đội này này. Hiểu không ạ? Thế còn bình thường nhá, tức là lúc này các cầu thủ đã xác định chưa các bạn? Rồi. Rồi ạ. Xác định ở hai cái đội này rồi thì mới dùng giờ. Còn bình thường mà không xác định nhá, thì làm ơn đừng có dùng giờ. Dạ thôi. Ok, tóm lại bọn con chỉ ở lúc nào cũng thế. Cứ mạo từ giờ thì là xác gì? Xác định. Xác thôi định. Ạ. Sử dụng chân, đầu và cơ thể để làm gì quả bóng các bạn? Để làm gì ạ? Để đánh bóng á? Không phải. Không phải. Bọn mình là đang bóng đá thì phải là đá bóng, hit the ball, không thể hit được. Hit có đánh nhưng mà kiểu như môn bóng nhỉ? Hit the ball, bóng 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 chày ấy. Đó, thì tức baseball là thì mới dùng hit. Cho nên câu này của chúng ta chỉ có thể là control. Control. Chị có thể là con trâu. Every 4 years. Ai biết dịch là gì nào? Every 4 years người ta dịch là 4 năm một lần. Đúng rồi. 4 năm một lần. Các đội bóng đá trên khắp toàn cầu gì đó World Cup này. Vậy thì làm gì các bạn nhỉ? Làm gì nhỉ? Compete là gì? Complete. Thi cạnh đấu. Tranh. Fight là thi. Compete là cạnh tranh hoặc thi đấu. Fight là chiến đấu chống lại. Chơi chiến đấu. Play chống là lại chơi. Cái gì đấy? Battle là chiến trận đấu. Chiến đúng không ạ? Trận chiến. Ok, rồi. Vậy thì câu này của chúng ta phải là gì đây? Theo bạn sẽ là gì đấy ạ? Là gì các nhỉ? Complete hoặc bình thường nhất chúng mình có một cấu trúc là fight for là chiến đấu về cái gì đó. Chiến đấu vì hạnh phúc gia đình, chiến đấu về sự nghiệp, hay là chiến đấu về vì quân cấp thế giới, về sự hòa bình ở đất nước thì dùng fight for the freedom of the country đúng không? Nhưng trong câu này thì từ fight có đúng không các bạn? Không. Nghe sợ quá nhỉ? Nghe sợ quá. Chúng ta chỉ cần cạnh tranh với nhau là được rồi. Cạnh tranh xem ai giỏi hơn thì vào thôi, không giỏi thì vào. Trên compete. Được chưa? Bình thường mình có một cấu trúc là compete thì đi về giới từ gì các bạn nhỉ? Bình thường nghĩa là nói bình thường nhá. Đi về từ gì ạ? With. Được chưa? Được không ạ? Ok. Thế nhưng mà câu này đâu có thế đâu ạ? À?
đúng không ạ? Nhá, compete with somebody, không phải. Ok, thế câu số 8 nào. À, gì đấy, mọi người ở hơn 140 quốc gia. Gì ạ? À, gì đây, thế giới chơi bóng đá. Nào, trên khắp toàn cầu, cấu trúc của chúng ta là gì đấy ạ? Thôi, cho vào thôi, ra một buổi thôi. Nào, vậy thì câu này của chúng ta phải là gì con nhỉ? Nào, bọn con nói đi. B, đúng rồi, chính xác. All over the world. All over the world, trên toàn cầu. Nào, chúng ta cách nói là trên toàn cầu. Đầu tiên là gì nhỉ? In. Thứ hai là gì? On. On the world. Trên khắp toàn cầu là gì con nhỉ? Through the... Throughout the world. Throughout. Throughout the world. Rồi. Ok. Hay là... all over the world. Hay là over the world. The world cũng được. Nhá. Đấy. Chúng ta có các cách như vậy. Đó. Bởi vì cô nhớ năm nào đã... Nói chung là cũng cách 5 năm rồi cơ. Cũng có cái dạng bài là... Là cho mấy cái giới từ của world nhiều. Sau là chọn cái gì vào. Được chưa? Rồi, bài giới của chúng ta là bài gì, cái gì đấy ạ? Chó sói và chó nhà. Ok. Nào, chúng mình cùng xem nhá. À, năm ngoái bài thi của chúng ta là về cái gì nhỉ? Về global warming. Năm ngoái bài đọc của chúng ta là sự ấm lên toàn cầu các bạn ạ. Đề thi năm ngoái ạ. Nhá. Rồi, ok. Nào. Câu 16 này. Các nhà các bạn mới vào ấy, đề số 26 con ơi. Hôm nay vào nhá, buổi sau là không được vào tụi mình đâu ạ. Con chó sói ạ. À, các nhà khoa học biết rằng là có những con chó sói trên trái đất khoảng 1 triệu năm trước đây. Nhưng con chó nhà, lớp mình ơi, on the other hand là gì các bạn nhỉ? Là gì con? Mặt gì? Trong lòng bàn tay. Mặt khác, ôi dồi ôi, trong lòng mặt bàn khác. Tay. Ôi dồi ôi, đi nghe vở đi. Vâng ạ. On, còn trong lòng bàn tay nữa. Bọn con ghi về đi nhá. On the other hand, nó sẽ đồng nghĩa một bàn tay khác. Là nó sẽ đồng nghĩa một từ, đó chính là gì nhỉ? In other words, ghi đi con, có nghĩa là em tưởng phải thành different hand and different face. Ghi đi con, in other words, ghi đi con, hai chấm, mặt khác. Dạ, mọi con ghi đi ạ. Nhớ chưa? Đó, bởi vì là đứng lên là không cho cái đấy nữa. Tớ lại cho cấu trúc khác đây thì làm nào. Cho nên là tóm lại là chúng mình phải có sự chuẩn bị, hiểu không? Chứ phải cứ cô giáo cho A chỉ biết A là không được. Đấy. Rồi, xong nhá, tiếp tục nào. Gì đấy? Have not been on earth nearly as long. Điều this đây ạ. Và con chó dài nhất, đúng không ạ? Được tìm thấy ở đâu ạ? Ở nước Đức. Khoảng 14.000 tuổi. Các nhà khoa học đã prove là gì ạ nhỉ? Prove. À, chứng minh rằng thôi. Đây là hiện tại hoàn thành của nó là proven nhá. Đã chứng minh rằng các con chó bình thường bây giờ này là gì ạ? Có nguồn gốc, đúng không ạ? Tức là đã có tổ tiên từ con chó sói. À, mặc dù con chó sói và chó nhà đều có những cái gen giống nhau, nhưng chúng thì làm sao? Alike nó là một tính từ và người ta dịch là giống nhau các bạn ạ. Alike nó là một tính từ và chúng ta dịch là giống nhau. Ví dụ muốn nói là chúng tôi giống nhau chẳng hạn. We are không tiếng Việt rồi mà sao vẫn không được nhỉ? Con ghi đi. Giống nhau. Cô. Này, chúng tôi giống nhau. We are alike. Vậy thì lúc này alike có đúng là tính từ không? Đấy, nhá. Tiếp câu được chúng mình này. Mày có hạn chạy hẳn cả hai như bố tôi có thể nấu ăn rất ngon thì chúng ta dùng từ nào nhỉ? Giống như bố của tôi thì... The same as. À, không phải the same as. No. Chúng ta dùng một từ giới, nó là giới từ. Like my father. Đấy, nhá. Thì không như bố tôi thì dùng tiền tố gì các bạn? Unlike. À, đúng rồi, chính xác. Thế nên với in like là like net nha. Nhá. Rồi, giống như bố tôi có thể nấu ăn ngon. I can unlike my father, I'm not fat. À, ok. I'm not fat. Rồi, mẹ béo hả con? Giống bố không béo à? Em dùng từ father mà. À, ok, ok. Unlike my father, I'm father, I'm not fat. Rồi, ok. Thấy nhá. Rồi, thực ra thì có rất nhiều sự khác biệt. Bởi vì sao? There are similarities.
Similarities là sự giống nhau hay khác nhau nhỉ? Nó giống Giữa nhau. hai loài này đều giống nhau, đúng rồi, chính xác. Đầu tiên, có những khác biệt về hình dáng bên ngoài giữa hai loài này. Chó sói thì có chân dài hơn, chân thì to hơn và scale có nghĩa là hộp sọ các bạn ạ. Hộp sọ rộng hơn con chó chó thường, và chúng có con chó sói thì đi cũng khác so với chó thường. Con chó sói thì chạy trên cái ngón chân của nó với cái heels là gót chân. Gót chân thì sao? Nâng lên khỏi mặt đất, tức là nó nhấc chân lên nhá. Và cái này thì giống như là bước chân của một con mèo hơn là một con chó. Thứ hai là mental differences, tức là khác nhau về trí tuệ nữa giữa hai loài con chó chó này, giữa hai loài này. Chó thì thường chó mà được tuyệt đã được thuần chủng, xin nói tuyệt chủng, domesticated, người ta gọi là thuần chủng, đúng không ạ? Điều này có nghĩa là chó thì làm sao? Chó đã làm sao đã được dưới sự kiểm soát của con người để cung cấp cái companionship. Companionship người ta dịch là sự đồng hành, đúng không? Companionship hai chấm, con ghi đi, sự đồng hành, sự đồng hành. Ok, tiếp theo nhá. Gì đấy ạ? Các con chó sói thì tiếp sao, chú là con vật hoang dã, và có một con chó như là con vật nuôi trong nhà thì cũng giống như là có juvenile wolf, cũng như là một, cũng có một con chó dã được thuần chủng rồi. Vâng, một con chó sói còn nhỏ trở thành một cái gì đấy, người lớn gì đấy, tự gì chỗ này nhá. Trong khi một con chó nhỏ thì không trưởng thành. Một con chó dường như là thông minh bằng cách là làm trò cho con người. Con chó sói thì cần phải thông minh để tồn tại trong thế giới hoang dã. Trong khi một điều không thể là có một con chó sói như là một con vật nuôi trong nhà được. Các nhà khoa học đã làm sao có ý kiến là một con chó sói thì không bao giờ được thuần chủng theo cách như là một con chó làm được. Rất là quan trọng khi mà keep in mind, đã giữ trong tâm trí, và rất là quan trọng khi mà nghĩ rằng khi biết về sự khác biệt giữa hai loài này rất là tuyệt vời, và mỗi loài đều appreciated, có nghĩa gì nhỉ? Appreciated có nghĩa là được đánh giá theo cái môi trường sống của nó hay nhà nó ở ạ. Được chưa? Ôi rồi. Nào, chúng mình ơi, chúng mình đọc lại cho cô một số từ nhá. Nào, on the other hand. On On the other hand the nghĩa là gì con nhỉ? Mặt gì? other hand, À, mặt mặt khác. Rồi, tiếp theo, chúng ta có từ alike là gì các bạn? giống Đúng rồi, chính xác. Giống nhau nhá. giống Chính không xác. Tiếp theo này, similarity là gì con? xin nghe chị Là gì nhỉ? Sự giống gì? sự giống nhau Đúng rồi, chính xác. Sự giống nhau, đúng không sự ạ? không khác biệt. Rồi, tiếp tục nào. Domesticated là gì con? Sự thuần hóa Sự thuần chủng, đúng à, rồi, rất tốt. thuần Companionship là gì ạ? chủng đồng hành, sự đồng Đúng hành. rồi, rất tốt luôn, xuất sắc luôn. Rồi, thế thôi, không gì cả. À, nào, trước cùng nhau làm bài nhá. Rồi, mainly có nghĩa là chính hay là phụ? Chính, đúng Em rồi. nghĩ là chính rồi. Cái đoạn văn này chủ yếu discuss, cô đồ chúng mình này, discuss là thảo luận đúng không ạ? Thế thì sau từ thảo luận đằng sau là giới từ gì các bạn? Nào, cái này cũng cấu trúc cần phải biết này, cần nên biết này. Đó là gì ạ? Discuss Discuss something luôn, không có giới từ, nhớ chưa? Nhưng mà ví dụ sự thảo luận về cái gì đấy thì phải là discussion about, about. nhớ chưa? Bọn mình ghi đi ạ. Vâng, danh từ cơ thì mới là dùng about, còn bình thường chúng ta không cần giới từ. Ví dụ như là thảo luận bài kiểm tra chẳng hạn, discuss the test, được chưa nhá? Ok, xong. Ok, xong nhá. Tốt nào. Vậy câu này của chúng ta phải là gì các bạn? 19 phải là gì đấy các bạn? Là gì? Là B. Câu này phải là B. Ừ, bài này nói về sự khác nhau mà. Giữa chó sói và chó nhà mà. Có dùng là A là gì? Sự khác biệt và sự giống nhau giữa. Đúng không ạ? Sự khác biệt và nét tương đồng giữa. Đúng không ạ? Và ok. The great differences. Nào, thông tin đâu đây các bạn? Thông tin đâu đây ạ? Đây, thông tin luôn đây các bạn nhá. Ai cho mình thông tin luôn này. À, đâu
Đây, 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 đây. In fact, there are as many differences as there are similarities between the two. Tức là gì ạ? Thực tế, có nhiều điểm khác biệt cũng như có nhiều điểm giống nhau giữa các loài, giữa hai loài này. Được chưa? Đó, tức là có nghĩa là gì ạ? Là những cái sự khác biệt, bởi vì người ta vừa nói là gì ạ? Bởi vì người ta nói là gì? Bài này người ta chỉ nói về khác biệt chứ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Là chính mà nhá. Rồi. Rồi, từ dây của đoạn 1, lớp mình ơi, cấu trúc refer to nghĩa là gì con nhỉ? Refer to nghĩa là gì? Đề gì? Đề gì? Đề cập. Ừ, đúng rồi, đề cập đến cái gì các bạn? Đề cập đến cái gì nhỉ? Đương nhiên là gì? Là đề, hay là cả chó sói, cả chó bình thường mà. Vâng, thế là văn này, thì câu nào trong số câu sau đây là không đúng về loài chó á? Not true nhá. Câu này của chúng ta sẽ phải là... Xe, xe. Chắc là xe. Một con chó Câu đi nào giống mình như không biết một mình con chọn chó toàn xe. sói. Sai hoàn toàn. Cái con chó sói đi như mèo chứ chân nó to Ừ, hơn mà. nó giống Thì với kiểu mình là như người con nhỏ mèo nhất thì hơn. con chân lên. Cô vừa dịch rồi. Vâng, theo đoạn văn thì câu nào sau các câu sau đây là không được. Not mentioned about the wolf. Không được đề cập nếu như cô là cái từ not. Với dạng bài này thì nó sẽ có với dạng bài này thì chúng ta nhớ cho cô là này. Là chúng ta sẽ có ba câu là đúng, còn một câu là không không đúng, thì cái câu một câu không đúng đấy chính là đáp án của chúng ta. Mấy câu này của chúng ta phải là gì đấy ạ? À? Phải là B, đúng rồi, chính xác. Chó sói thì có gen tốt hơn và chúng khỏe hơn. Không đúng, bởi vì dẫn chứng của chúng mình là nó cũng có cùng gen mà các bạn. Đây này, Có cùng ghen nó ở cùng cùng gen mà con. Nhá, tôi có dịch rồi, không phải tìm cho nhanh nhất để còn làm bài khác nhá. Rồi. Lớp mình ơi, đọc cho cô từ này nào. Từ này em biết số 2 là cô nào? 2, 3. Mature. À, không phải may, đọc sai rồi. Mature có nghĩa là gì con nhỉ? Trưởng gì? Mature trưởng Mature thành, có nghĩa của nó là gì ạ? Trưởng trưởng gì? thành, Trưởng thành, đúng rồi. trưởng thành. Đây là một tính từ. Các bạn chưa đi ạ? Đây là một tính từ và chúng ta dịch là trưởng thành. Các bạn đọc nhé. 2, 3. Mature. À, tức là không trưởng thành tiến tố gì bọn mình biết không? Im, Im, im im, im. Im không phải mature, im nhá. Im, im mà im ý. im, Đó. mở im Vâng. im. Tính từ không trưởng thành. Rồi. Xong nhá. Thế thôi. Đơn giản đúng không? Đấy các bạn, tóm lại các bạn phải có vốn từ vựng phong phú tí, hiểu không? Thì là ok gì đâu. Nào các bạn cùng comment đi ạ. Câu dưới cô nào. Muốn ăn điểm cao thì không được mất điểm câu dễ và làm đúng câu khó đúng không? Trong cái câu này không phải câu của cô đâu nhá. Câu Muốn popular được trên mạng ấy, on the internet. Câu này rất nổi tiếng trên mạng chứ không phải là cô đâu nhá, phải cô nói đấy. Cô không đủ trình độ cô nói mấy câu hay hay mà rồi có đâu. đủ trình độ để làm cuối hè Nào, câu à này của nhập. chúng ta là gì đây? Imagine là số 2. Vâng. Tôi không thể nào tưởng tượng là làm thế nào chúng ta có thể đi du lịch hàng dặm qua những cái gì đấy, sa mạc cát. Làm sao bạn có thể stand ở đây, chúng ta không gì là đứng các bạn nhé, mà dịch là cái gì nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Từ này các bạn dịch cho cô là chịu đựng. Nhớ chưa? Stand nghĩa là chịu đựng. Nó bằng nghĩa với từ put up with. Put Put up with, đúng rồi. up Người ta gọi là chịu đựng, đúng không ạ? Vâng. Ok. Vậy thì câu này của chúng ta phải là gì các bạn nhỉ? Ây, đúng rồi, nóng như with. sa mạc mà Burning. đúng không ạ? Ây, đúng rồi, chính xác. Câu 25 Em thì nào. từ We burning là từ can't thiêu go đốt abroad this summer. đi. It's too expensive. Nào, chúng tôi không thể gì đấy. Go abroad là đi ra nước ngoài vào mùa hè này. Nó quá là gì ạ? Nó quá là đắt. Rồi, Quá vậy thì là câu này đắt của chúng ta phải đắt là gì đây? Phải ngủ rồi là mà. gì đây? Là không có khả năng. Nào, không có khả năng làm gì đó về mặt tài chính. Dùng động từ nào các bạn? Đúng Decent. rồi, chính xác. Afford. Nhớ chưa? Cấu trúc này quen lắm các bạn ạ. Afford to verb nghĩa gì con nhỉ? Afford to verb là gì con? Có khả năng gì? Khả năng chi trả. Có khả năng chi trả. Nhớ chưa? Ok. Xong nhá. Rồi, tiếp tục nào. Câu dưới, suffers là gì các bạn? Suffer là cái gì nhỉ? Chịu gì nhỉ? Chịu đựng, đúng rồi, chính xác. Asthma là bệnh hen suyễn. Vậy chịu đựng khỏi bệnh
chịu có loại bệnh gì đó đi với giới từ gì các bạn? Suffer đi với giới từ from. Suffer from có nghĩa là chịu đựng. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. The Safety Committee report recommended that all medicines should be kept out of the of children. Cái báo cáo của Ủy ban về an toàn đã khuyên rằng là tất cả các thuốc nên được tránh ra khỏi tầm với của bọn trẻ. Vậy mình có cấu trúc là out of the gì ạ? No, out of reach. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, con ghi vậy đi con. Rồi, ghi nhá. Out of reach. Hai chấm. Ngoài tầm với. Đúng rồi, con ghi vậy đi. Từ này cô cho biết bao nhiêu lần? Hai chấm. Ngoài tầm với. Thấy chưa? Xong chưa? Rồi, thế cô đổi chứng minh nhá. Hỏi luôn này. Out of order gì đó. Đúng rồi, chính xác. Hỏng. Chuẩn luôn. Out of control gì? Đúng rồi, chính xác. Out of control là mất kiểm soát. Out of money là gì ạ? Đúng rồi, hết tiền. Out of money. Hai chấm. Hết tiền. Hôm nay các bạn online xem video cô gửi trên nhóm chưa con? Vừa mới xem. À xem rồi gì? Ờ đấy. Nhưng mà cô ơi, cô có nhất thiết là cô em gửi bài đấy đúng sau 3 phút cô nhắn cái tin đấy xong cô cho em xem máy ngoài 50 phút. Tuyệt vời. Đấy là chuyện bình thường con ạ. Chuyện rất bình thường nha. Không thỉnh bình thoảng thường lớp mình mà. Cô sẽ hello bao giờ là nhỉ, cô bảo này cô sẽ ấy nhá, cô sẽ đánh úp đi nhá, thỉnh thoảng cô sẽ kiểm tra cái đấy. Hôm nay này, thế thì giờ gửi này dễ lần tính đi nhá, hôm nay trời mát dễ tính đấy, cái trời mà nóng là không có dễ tính đi đâu. Phải học cô ơi, đi cô trời học nóng thêm hay rồi trời mát thì cũng vẫn dễ tính như mọi hôm mà, một cách nhiệt thiết đấy như cô sao nào, nóng tính được. câu số 28 nào. In English, the same word can operate as many parts of speech. That's due to it. Now, let me. Now, due to là gì các bạn? À, do, đúng rồi. Và due to bằng because of, nhớ chưa? Nó cụm danh từ sau nhá. Rồi, trong bằng tiếng Anh thì những cái từ giống có thể là gì ạ? Có mặt. Operate có nghĩa là vận hành, như là gì? Vận hành mà có thể có mặt, đúng không ạ? Ở nhiều phần của buổi nói chuyện đấy. Đó là do cái gì của nó các bạn? Variety nghĩa gì các bạn nhỉ? Sự đa dạng. Flexibility là gì con? Đúng rồi, ôi xuất sắc luôn đấy, bạn chăm học không? Sự phiếu bài này. À, rơi từ bao giờ này? Sự linh hoạt phẩy mềm dẻo, bạn con ghi vào đi. Sự đây là từ, đây là bài của Unit 8 tiếng Anh lớp 9 tí điểm đấy các bạn. Con ghi đi. Sự linh hoạt phẩy mềm dẻo. Rồi, tiếp tục này. Openness là gì con nhỉ? Sự cởi gì? Sự À, lên cái mở, cởi mở, đúng rồi. Sự Chính đóng xác. mở. Sự đóng mở. Rồi, vậy theo bạn, từ này của chúng ta sẽ là gì đây? Là No, C. Từ C. vựng thì phải linh hoạt chứ. Làm sao từ vựng mà nhiều được? Variety là đa dạng. Từ vựng thì đương Từ nhiên là vựng đa dạng phải. thì cũng được Nhưng mà không, mà. đa dạng là không hợp lý trong cái đống này. Không chứ, đúng không? Đúng rồi Từ nhá. vựng cũng đa dạng. Nếu như nói về từ vựng thì từ vựng cũng rất Không, nhưng mà đa thường thường nhá, các bạn này, cái cấu trúc này nó hay đi về cấu trúc là variety of, nhớ chưa? dạng. Rồi, bài dưới là chuyên đề từ nối. Nào, sẽ là gì đây các bạn? Sẽ là gì đây? Chùa Hương is a religious site. Religious nghĩa gì các bạn nhỉ? Thuộc về tôn giáo, đúng rồi. Thuộc về tôn giáo, Đúng rồi, giáo. chính xác. Chùa Hương là một địa điểm tôn giáo gì đấy? Sightseeing spot có nghĩa là gì con nhỉ? Một địa điểm, một địa điểm tuyệt tham vời. quan ngắm cảnh ở Việt Nam. Rồi, chính xác. Rồi, vậy thì câu này của chúng ta phải là Phải là bờ. câu này hơi sương sương đi nhá, nếu chúng mình không nghe giảng bài này làm sai đấy. Phải là bờ. Câu này bạn đang làm sai rồi đấy. Cô bảo này, bây giờ chúng mình giờ CMS gì là gì đã? Giờ CMS gì Giống là như gì ta? là À đúng rồi, giờ CMS là gì? Là giống như, đúng rồi. As well as người ta dịch là gì con?
cũng được gì, coi như cũng cũng như, như không phải là giỏi bằng nữa nhé, mà người ta gì là cũng như. Rồi subject là gì, như như gì, như là là, đúng rồi, và sau như là thì phải là gì ạ, phải liệt kê. Tôi có rất nhiều bạn gái, bạn Hương, bạn Hoa, bạn Đà đấy, kiểu đấy, để liệt kê một loạt end tên bạn gái ra, đúng không? Rồi ok, end là và. Ok, phốt nha, nếu cô dùng Hoa có end rất thì nhiều lại bạn không gái được, nha. bởi vì end phải là cấu trúc song gì cơ, song song. Không Ở đây là to be thì ở đây không thể be in được, thế quan điểm sẽ phải là bờ. không À, nhớ chưa? Bởi vì sau S, do S là động từ dạng verb in các bạn nhé. Cô đang dạy rất kỹ đấy các bạn ạ. Thấy chưa? Rồi, B. Ok, rồi. Câu dưới là câu 30 là câu hơi nâng cao một tí. Now, his grandfather lives in the house down the street. Now, ông của anh ấy sống ở một ngôi nhà màu vàng rất là to nhưng cũ, dọc một con phố đấy. Ok, cái câu này của chúng ta phải là, cái này cô dạy nhanh thôi, bởi vì cái này dành dành cho chuyên ý, thì nó sẽ theo công thức này các bạn này. Đây này, nó sẽ theo công thức này các bạn này. Trong tiếng Anh nó có một cái công thức của tính từ, trật tự tính từ là O sus con. O là viết tắt cho opinion. Cô sẽ giảng bao giờ bình thường Opinion, các lớp là cô phải viết ra. Opinion có là ý kiến, thì ý kiến rồi ý như là kiến, qua quan xinh điểm. đẹp hay chơi đẹp trai đấy thì gọi là ý kiến. Người là khớp qua xấu lớp đấy, ví dụ ý kiến mỗi người một kiểu. Đây là cho từ size, kích cỡ, ví dụ Kích là big, small gì đấy đúng không ạ? Age cho là age, là kiểu già, cỡ, trẻ, các thứ gì đấy. S cho từ shape là hình dạng. C hình là cho dạng. color, color màu sắc. Color Thế câu này chúng màu. ta phải là A. Thấy chưa? Big là thay thế cho từ age, gì nhỉ? Size, kích cỡ này. Old là cho từ age, tuổi tác này. Yellow cho từ color này. Big old yellow house. Rồi, thôi bỏ qua một câu đấy đi. Câu đấy chúng mình sẽ không thi ở lớp mà không. Nào, câu số Không, 31 cô nào. em dính rồi, em dính rồi cô ơi. Nó À thế dính à? rồi. Có Thế dính. cô dùng. Ô thế thì dừng dính nâng cao hẳn thế ạ, ăn chơi đấy. Em làm hai tập đề thì cả hai tập đề đều dính nên đây hai ba đề rồi có dính không Ồ, ạ, thế à? Thế nó mà dính dính cô hiện dạy lại cơ. tại Nếu mà dính cô dạy cho bạn đây. có dính thôi. Dính dạy nào, ghi nhá. O.com người ta gọi là trật tự tính từ. O viết tắt cho từ opinion. Dính thì phải học ngay gì opinion. Rồi ví dụ này nhá. Ví dụ là đẹp trai quá, handsome, xinh đẹp, pretty. Người bảo xinh người bảo xấu, ugly cũng là ấy. Ugly là xấu ạ. Cũng dịch là cũng 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 là ý kiến thôi, đúng không? Người bảo xinh người bảo xấu mà, đúng không? Rồi, từ S tiếp theo là viết tắt cho từ size. Size người ta gọi là kích cỡ, ví dụ là big, small, được chưa? Rồi, tall, cao, short, kiểu đấy nhá. Rồi, bây giờ cô có từ A, viết tắt cho từ age. Age có nghĩa là tuổi tác. Ví dụ thế này, già, trẻ, đúng không? Cũ mới, bạn ơi các bạn này, trong tiếng Anh các bạn ạ, cũ mới nó cũng là tuổi tác đấy. Thấy chưa? Rồi, tiếp theo này, chúng ta có từ gì đây ạ? A xong này, S. S này viết tắt cho từ shape. Shape là hình dạng, ví dụ như là hình tròn, circle, hình vuông, square. Được chưa? Rồi, cô có từ C cho từ color, màu sắc, blue, gì đó đúng không ạ? O viết tắt cho từ origin. Origin có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Nguồn gì? Nguồn gốc. Nguồn gốc. Đúng rồi. Cái này gọi là nguồn gốc này các bạn này. Ví dụ là nguồn gốc là gì? Vietnamese của người Việt Nam, đồ hàng Trung Quốc ấy mà, Chinese, được chưa? Rồi, chúng ta có từ M. Em viết tắt cho từ material, đó là nguyên liệu, ví dụ như là giấy, paper, kim loại, metal. Đó, chúng ta có từ P. P viết tắt cho từ purpose. Purpose có nghĩa là mục tiêu, mục đích. Đây, cái này gọi là mục tiêu, mục đích này. Ví dụ nhá, chúng mình hay rồi. Ví dụ bọn mình đi cắm trại, mình sẽ có một cái túi ở túi ngủ đấy ạ. Cô sẽ là như sau: sleeping, sleeping bag, túi ngủ, hay là túi xách tay,
Hèn bạn. Được chưa? Đấy. Đơn giản thế thôi. Thực Thì ra tôi gọi có là nghĩ là đơn một giản cái thôi em chứ không đơn giản đâu. chụp một tí không? Đơn giản bạn trong học tôi vì cái này lớp 12 học đơ luôn đấy. Không phải đơn giản đâu. Ơi. Cô lướt lên một tí để em căn cho là te phát thư nhanh cô. Sao cơ? Cô lướt lên một tí để em căn cho ra là TA phát cho nhanh quá. À rồi Tôi rồi lấy rồi, cái tôi hiểu rồi. sau. À chụp chụp hình, ok rồi đấy. Rồi xong chưa? Ok cô luôn. Ok. Rồi tiếp theo nha. Ok xong chưa? Rồi câu dưới chưa được từ vựng tiếp. Người ta mong rằng, cấu trúc câu bị động đoạn. Người ta mong rằng ở Việt Nam chồng nên gì đấy, người đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ về tài chính trong gia đình. Vậy câu này của chúng ta phải là người đi kiếm tiền nuôi gia đình, chính là từ gì các bạn nhỉ? Từ gì các nhỉ? À, B-boy, breadwinner. Được chưa? Rồi, hy vọng các bạn gái lớp mình đừng bao giờ để trường hợp này xảy ra nhá. Được chưa? Làm việc nhà còn khổ hơn ý. Làm việc nhà thứ nhất là không được mặc đẹp, thứ hai là dầu mỡ nhiều thì tự nhiên da sẽ bị đẹp, à sẽ bị xấu. Da cô đẹp thì không ai Ok qua nha giờ cô vào bếp. Da cô đẹp thật đấy các bạn ạ, da đẹp thật luôn đấy. Thì da có giờ vào bếp bao giờ đâu. Cho nên nha. Đúng dầu rồi, mỡ cái phải mùi là hoa ngày hôm nay giống như y hệt tao. những cái gì bụi bặm không giờ vào đầu cả, hiểu không? Sạch sẽ nào, sạch sẽ gọn gàng thơm tho, hiểu không? Ok Trả bù cho chồng đấy. cô. Cái thứ hai nữa là gì nhỉ? Cái thứ hai nữa là các bạn nấu ăn thì các bạn đầu óc các bạn sẽ không nhớ được nhiều những cái tuyệt vời khác. Tóm lại là Coi không nên cô trở thành đầu bếp. coi Ok. cô Ơi. cô nhà em có cái luật là ai về sau thì người đấy làm bếp, thế là đâm ra mẹ em nào về sau. Nào câu 32 nào. Câu 3 là gì bạn? Rồi, nếu như hai vợ chồng cùng giỏi cùng đi kiếm tiền thì thuê người giúp việc nấu ăn, không việc gì phải nấu cả. Đỡ vất vả. Thuê theo giờ ấy các bạn. Câu giờ. She was trained to be script writer, but later she worked as secretary, secretary gọi là thư ký. Vâng, câu này người ta chỉ nghề gì? Chỉ nghề nghiệp, Nghề chỉ nghiệp nghề nghiệp, đúng rồi. Nghề nghiệp, vậy thì chúng ta phải dùng mạo từ gì các bạn ơi? Ơ hoặc là ân, nhớ chưa? I am working as a teacher. I am working as a student. Ok chưa? Rồi, bài dưới. Bài dưới viết lại câu với câu điều kiện là những cái này thì dạy rất nhiều buổi sáng rồi đúng không ạ? Nào, câu điều kiện trong câu đầu tiên chúng ta có từ sâu. Sâu tiếng Việt người ta gọi là do gì nhỉ? Do vậy, vậy thì chắc chắn chúng ta cần phải lùi lại một thì và viết ngược nghĩa so với câu gốc. Câu gốc người ta dùng thì gì đây các bạn ơi? Hiện tại gì đây? hiện Hiện tại tại gì đơn đây? À, hiện tại đơn đơn đúng rồi. đồng Vậy lùi lại một thì là gì? Quá khứ gì? Quá khứ gì? Quá khứ đơn. À cô dịch nhá. Tôi không có cái máy giặt. Vì vậy, tôi phải tự giặt quần áo. Vậy thì phải nói là gì? Nếu tôi có máy giặt thì tôi sẽ không phải giặt quần áo. Đúng không? Đó. Vậy chúng ta đổi thành câu điều kiện loại. Loại. Loại 2. Đúng không ạ? Rồi cô mấy bạn comment nào. Cô nhìn từng bạn nhá. Bắt đầu. Bọn con cho cô vào comment vào cái hữu cô cái vào 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 cái English Phúc Thịnh ý, đừng comment vào cái kêu không đọc đâu. Hải Đăng đúng rồi. Xong chưa, Hoàng Hải sai rồi Hải ơi. Cô được cái này hay mà con dùng đừng thế nhở. Bạn Haru sai rồi Haru ơi. Chúng ta phải viết ngược nghĩa cơ mà con. Viết ngược nghĩa so với câu gốc cơ mà. Ấy nhá, tôi không có máy giặt. Vậy phải nói là nếu tôi có máy giặt, ở trên là tôi phải phải giặt, ở dưới là tôi sẽ không phải giặt. Con sai về về sau rồi đấy. Đấy, bạn Bi cũng sai này. Bạn Bi sai rồi. Bạn Minh Nhật đúng này. Thành sai này. Chí Đức đúng này. Khánh Vi đúng này. Có phải dịch, có phải dịch nhé chứ phải không? Hiểu này không? Hiểu này không? Mình có sao?
Khảo sát đi nha, cô đang hỏi khảo sát chứ cô hỏi điểm ở trường nhé, điểm trường công ty mấy Nào, cô đừng nói thế, điểm ở trường hay điểm kiểm tra của em đều cao nhất khối. Hoàng Hải Nhờ có ơi cô sai đấy. rồi, anh Thư sai rồi con ơi, thế chết rồi, quên lại quên cấu trúc rồi, các bạn còn lại không comment cũng kệ này. Nhìn này, ở trên là không có thì ở dưới phải là có chứ con. Đây này nhìn này, e-bike header đúng không? Washing machine đúng không? Rồi đằng sau là tôi phải, bây giờ dưới phải là tôi sẽ, không phải nữa nào. I wouldn't have to bla 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 đúng không? Nhiều như bạn kia là would have to là sai rồi con. Phải viết ngược nghĩa sau câu gốc mà nhá. Nó ok. Không thấy bạn là Minh Hiệp là làm đâu nhỉ? Nào, ai đó đã di chuyển về ghế ô tô. Câu này dễ quá. Câu này là gọi là câu bị Vai gì? cô bị Bị gì? đội, bị Bị đội đội, ngờ, bị bị động đội đúng ngờ, rồi. My bị train đội thì đâu nhỉ? ngờ mai Has been trái gì nhỉ? mover. Moved. Đúng rồi, chính xác. Không cần bay someone. Bay cả lớp ơi, cho các bạn này, cho các bạn này. Someone là đặc mệnh của bất gì nhỉ? Someone, something, no one, Someone nothing thì là không đại cần từ bất bài. gì? Bất À, someone định. là đại từ bất định. Đúng rồi, chính xác. Và sau đại từ bất định, động từ chia số ít hay số nhiều đây các bé ơi? Động từ chia số rất À, đúng rồi, chia số rất ít rồi. Không phải là ít mà là rất ít. Rồi, câu này mà sai số lớp lớp 6 mà học cái này. Lớp 6 là học đúng với câu này luôn này. Nào, xem ai xuống lớp 6 bắt đầu comment. Nếu bạn nào sai thì cô sẽ bảo xuống lớp 6 học nhá. thế thì em xin một vé trượt về tuổi thơ, em xin một vé xuống xuống lớp 6 và đỡ phải thi các bạn. An chỉ liếc xuống lớp 6. À, không bỏ thật chứ nó giống gì cười mà cười thật đấy chứ. Câu này em Hoàng, em Hải của em bạn Bình Minh học vừa làm ba chữ xong thật mà. Cái gì đấy Hoàng Hải ơi, cười ngày hôm trước không sao người cười nghe câu đấy chưa. Hôm nay lấy gì mà cười à? Đấy, cu khoa xuống lớp, xuống lớp em bé nhá. Xin Nick khoai tây sao rồi con ơi? à. À ok, Nick các bạn mình cười nhà đáng yêu quá. Rồi Yến ở lớp này rồi. Đặng Vũ Minh Nhật xuống lớp với em bé cô cái. Ôi dồi ôi, 9,8 à, 9,75 tiếng Anh mà sai này à? Mà câu này bạn sai à? Thành dưới lên bé Thành ơi. Thành bảo bạn Ngọc, em Ngọc Ánh vào học cùng câu này đi mà lên. Ôi, bảo cô nói dối. Nào để xem mấy bạn này có bảo lên bé không? Đủ trình độ lên bé không nào? Ôi dồi ôi, một khoảng thời gian để làm kho chứ con. Đúng rồi, em bé này chưa làm này. Đây cô giải thích tôi vì sao sai này. Rồi đây nhá. Bạn ơi, thứ nhất là cái từ started và từ begin, từ bắt đầu ấy, bao giờ cũng dùng thì quá khứ đơn, nghe chưa? Không bao giờ ai nói I have started cả, đó điều chắc chắn. Vẫn có người biết thế đấy. Nào, tôi bắt đầu học tiếng Anh 4 năm trước đây. Vậy có nghĩa là gì? Tôi học tiếng Anh được 4 năm rồi. Vậy thì chúng ta phải dùng hiện tại hoàn thành chứ. Đúng không ạ? Đây cô B đúng vào cái cô đỡ phải đánh máy cái đã. À, viết thế này nhá. Con ơi, mà con tin cô đi đi thi á. Dạng câu này không bao giờ thoát trong thi vào cấp 3 luôn, thế cho nhanh. Cả kiểm đại học cũng thế, ai hết bọn con có thể ghi là tờ cũng được, mà ED cũng ok nhá. 4 năm là một khoảng thời gian cho dùng for cho cô hai nhá. Bỏ go đi nhá. Đừng có bi nguyên go ở đây. Rồi 36 bắt đầu. Câu 36 là một câu của trẻ con. Rồi. I'm sorry I cannot help you with your thesis. Mark said to me. Xin lỗi nhé, tôi không thể giúp bạn với cái bài luận này đâu. Vậy thì câu này của chúng ta dùng 9 lên 10 bé ơi. Nào. Dồi Trần Đức.
Rồi, Minh Nhật được lên lớp 9 rồi nhá. Hoàng Hải được lên lớp 9 rồi. Các bạn mà cứ comment ở trên máy tính là cô không đọc đâu nhá. Còn các bạn comment trên điện thoại là English Phúc Thịnh thì cô mới đọc được đấy, đi chưa? Ôi, câu này của em bé mà. Từ chối làm gì đó, có chứ là gì bạn ơi? Refuse to work, đúng rồi, chính xác. Refuse to help help me, nói với tôi mà đúng không ạ? With, rồi do được tính gì? My, lặp 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 lặp. Ok chưa? Xong nha, đơn giản không? Đơn giản như đang rồi không? Rồi, câu dưới các cậu này, tớ phải xem các cậu học tập viết bài này, tớ không chịu vào đâu. Mời các cậu làm tớ câu wish đi mà lên. Tôi không mua cái ô tô đó vào tuần trước. Biến thành tôi ước. Lùi lại một tí, viết ngược nghĩa so với câu gốc. Lớp 8, lớp 9 học này thì ngon quá, gì nữa không? Lớp 8 học cái này mà. Tôi không mua cái ô tô đó vào tuần trước. Vậy thì tôi ước rằng tôi mua cái ô tô đó vào tuần trước. Hải đang xuống lên bé. Trần Đức cũng xuống lên bé luôn đi. Ôi dồi ôi, Chí Đức cũng xuống lên bé đi. Chưa thấy ai được xứng đáng ở lớp 9 rồi. Thế thôi để em xuống. Ê, ít nhất để em không phải thi vào 10. Chờ 4 năm nữa. Bi sai rồi, xuống lên bé, khoai tây xuống lên bé. Ok lớp này. Cũng xuống lên bé này. Ui giời ơi, cũng xuống lên bé hết này. Ui giời ơi. Thế bây giờ những cái gì cô Thái không thấy comment này. Thế bây giờ. Ui giời ơi, từ từ cô cho em một tí. Cô xuống lên bé, Khánh Vy xuống lên bé. Khánh Vy cô bé. Từ từ cho em một tí, em sửa em lên lớp 9 lại cho cô xem mà. Chúng mình ơi, chúng mình ẩu lắm. Đây nhá, ở đây là không mua. Ở đây người ta dùng quá khứ hoàn gì? Hoàn thành. Đúng không ạ? Vậy lùi lại phải một gì quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. Thì phải là header box chứ gì nữa. Đúng không? That car. Rồi. Last week đổi thành thứ nhất đó là the week. Tuần trước. Phải đi với từ be gì nhỉ? Before. Cách số 2. Không dùng the week before nữa thì nó là gì ạ? The previous week. Đúng không? Ôi giời ơi. Câu này mà sai thì câu nào đúng đây? Các bạn ơi, lùi lại một tí. Nhớ nhá. Câu ước và câu điều kiện đều lùi lại một tí cho cô. Nào, tiếp tục xem ai lên lớp 9 ở câu 38 bắt đầu. Đằng Vũ Minh Nhật là sai. Con không đổi last week thành sang cái kia. Nhá. Ừ nhé. Cái đài để chuẩn thế này. Viết ngược nghĩa sao với câu gốc các bạn ạ. Ví dụ như là thế này gọi là ước ngược đấy bạn này. Tôi không có tiền thì ước phải là tôi có tiền đúng không ạ? Tôi không có người yêu thì ước thì là phải nói rằng là gì ạ? Tôi có người yêu chứ đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế tôi ước thì tôi có người yêu. Tôi ước thì tôi có 10 người yêu. Rồi, như trong một bộ phim nói đấy. Ước thế là ngáo rồi, mệt rồi. Hải Đăng đúng. Chí Đức đúng rồi, được lên lớp 9 rồi. À, lên lớp 9 rồi. Có bạn đang bảo cô tại sao không phải là hidden. Con ơi, ở đây là không mua mà. Thì khi chuyển sang ước thì phải là mua mà. Tức là mình phải viết ngược nghĩa mà con. Nhá, ước là không có thật các bạn ạ. Nếu mà ước mà thành thật thì ai chả ước. Ước gì tôi có một cái túi của Doraemon. Nói phát, tiền phát, tiền xuất hiện luôn. Tiền ra có thật được đúng không ạ? Đúng rồi. Cảm ơn. Con nhớ một chút lắm nhé. Con người học vừa. Bạn người học không có thể chân học không học được không? Sai rồi con. Người ta bắt bảo không dùng sâu đâu, không dùng sâu. Người ta phải dùng sắt cho các bạn. Rồi, bạn Bi lên 9 rồi nhá. Rồi, nào. Bạn Yến đúng rồi. Bạn Thành đúng này. Vũ Minh Nhật lần này lên lớp 9 được rồi. Hoàng Hải vẫn ở lớp 6. Hải ơi, mình không phải mèo máy Doraemon đâu. Mình đang ở quá khứ mà. What's my god?
Nhớ này, Ừ, câu gốc kiểu dùng thì nào, bị động dùng thì đó. À quên nhầm, viết lại dùng thì đó. Chỉ có câu ước và câu điều kiện thì mới lùi thì khác nhau thôi. Bộ phim Buồn Tẻ Nỗi Mà Tôi Tắt cái TV và đi ngủ. Vậy thì chúng ta dùng cụm danh từ cho cô nào. It was, cụm danh từ là gì? Such a boring film. Được chưa? That bla bla bla, sao giữ nguyên cho cô? Đấy, rồi, lỗi kỹ thuật là nguy hiểm nhá. Rồi, cô chơi cho mình thôi. Học nói đi, sắp thi rồi, chiến đấu đi nha. Nào, nhớ đấy, video đi cô gửi cho nhóm đấy. Thời gian không lấy được đâu. Mặc dù hunger là đói, là sự đói. Mặc dù sự đói của anh ấy, nhưng ấy đã turn down. Turn down là từ chối hay đồng ý các bạn? Từ chối. Từ chối bất cứ món ăn nào mà mẹ nấu. Úi dồi ôi, cành cao cho mà chết đói luôn. Nào đổi sang con dâu cô đi. Bắt đầu. Sau con dâu phải là một mệnh mệnh đề. Sau despite phải despite phải là một cụm danh từ hoặc động từ dạng verb in. Rồi. Không được thay đổi gì của người ta nhá. Các bạn nhá. Hoàng Hải xuống lại xuống lớp 6. Bạn Vũ Minh Nhật lần này đúng rồi. Tục đi ạ. Bạn comment vào cái English quốc tịch nha, chứ comment kia cũng đọc luôn. Bạn Minh Nhật cũng comment đi ra khỏi nhóm, cũng kia ra khỏi nhóm bây giờ nhá. Bạn nào cũng comment cũng kích ra khỏi nhóm này. Ô hay thật đấy. Không học đi bao giờ học không? Phan Chí Đức xuống lớp em bé này. Trần Đức xuống lớp em bé đi. Rồi. Chưa đủ một chút. Thế nào gọi là mệnh đề? Ôi rồi. Thế nào gọi là mệnh đề? Mệnh đề là có chủ ngữ và vị ví dụ tớ yêu cậu chẳng hạn. I love you. I love you. Love you. Lớp con có một đứa tên Vũ Minh Nhật. Ôi hay nhỉ. Đặng Vũ Minh Nhật chắc là mẹ con đặt tên con là cả họ cả bố cả mẹ bao giờ cũng thế. Thành đúng rồi con. Thư sai rồi con ơi. Hunger là danh từ mà con. Con biết vì sao cô biết là hunger là danh từ không? Bởi vì hit là tính từ sở hữu. Sau tính từ sở hữu phải là danh. Danh từ. Dạng bài dạng đúng một từ nhá. Nào. Vậy thì bạn ơi, biết là thì nào chúng ta phải nhìn động từ nhìn này, nhìn này. Đó, quá khứ đơn đúng không ạ? Có thể dùng quá khứ đơn là gì nữa? Although he was hungry. Thái không thấy comment Thái ơi. Hungry, thấy chưa? Rồi, thấy chưa? Rồi, ok. Đấy, khi này sao dựng lên cô? Dễ thật sự không? Quá dễ gì nữa đúng không ạ? Rồi, câu này cũng dễ này. Sâu là do vậy nên tương đối thôi. Con tôi bị ốm, tôi phải take a day off, nghĩa là gì gọi nhỉ? Nghỉ một ngày để chăm nó. Vậy cho nên cho, viết cho cô thế này, bỏ cho cô dấu chấm thành dấu phẩy, thêm chữ sâu vào. Nhớ nhá, sau dấu phẩy là chữ sâu, Thì không to thể bằng nào người xem không for chứ được. ở trong dù không to. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đấy. Nhớ chưa? Ok chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu đến câu đề 27 cũng thế. Nào để xem nào. Cô xem câu 27 nào. Ok, bắt đầu từ câu 27 này trở đi. Những bạn nào không comment đáp án chắc chắn cũng kích ra khỏi nhóm một cách thẳng lặng. Bắt đầu. Bài phần trọng âm. Tôi Câu đã 1. Bạn nào sai cô sẽ nói tên. Đúng cô sẽ không nói gì. Bắt đầu. Làm nghiêm chỉnh con ơi. Nghiêm chỉnh nhá, nghiêm chỉnh nào. Cố gắng nào mau lên nào. Nào, ABCD con. Đấy, cho nên cô dặn rồi. Bước 1 là phải làm bài, đúng không ạ? Phải làm bài ở nhà trước ý, nó hiệu quả hơn đúng không? Câu 1 của chúng ta sẽ phải là C, guarantee. Bình thường các bạn ơi, cô bảo này, chúng ta kết thúc là EE thì trọng âm sẽ rơi ngay chính nó. Nhưng trở về đặc biệt các bạn không không ai đọc là guarantee cả. Đó lại nào, guarantee.
Các từ lệnh thứ số 2, bilingual, contribute, admission. Rồi, câu số 2 gì đây? Admission là sự cho phép. Câu 2 là gì các? Yeah. Câu 2 của chúng ta sẽ phải là B. Không phải A nhá. Pronounce. Âm biết số mấy nhỉ? Số 2. Các từ số 1 đó còn là 2, 3. Translate. Translate. Borrow. Đúng rồi. Borrow. 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 Persuade có nghĩa là thuyết phục. Lớp mình ơi, mình có một cấu trúc là thuyết phục. Persuade somebody to verb. Persuade somebody to verb. À lớp mình, có hỏi chúng mình. Persuade somebody to verb. Sao rồi các bạn đấy làm sao rồi các bạn, bạn nờ vinh làm sao? Lớp mình ơi, cô bảo chúng mình này, cái từ persuade là nghĩa là gì nhỉ? Bạn đang hỏi thuyết cô phục. Nghĩa gì các bạn nhỉ? Thế thuyết phục ai là gì đó, cấu trúc là gì nhỉ? Persuade somebody to verb. Somebody to verb, đúng rồi. Nhá, rồi cô ba cho qua nào. Abacadabra. Nào, abacadabra đây. Mọi người nghĩ rằng cái máy vi tính đó sẽ không bao giờ mắc lỗi đâu. Nhưng thực ra chúng vẫn mắc lỗi. Cái câu này sai đâu ạ? A, B, C. Cờ, đúng rồi, chính xác. Lớp mình ơi, mắc lỗi mình đi với cái động từ gì nhỉ? Make hay là do nhỉ? Cháu ông chỉ có đọc nhiều thôi em ạ. Được. Câu này của chúng ta phải là make. Amazing, good job. Make any mistake. Mistake, âm tiết số 2. Các bạn ơi, cô bảo này, có bạn là bạn B đang bảo với cô là tự mình có từ nhá. Mình có nguyên tắc này, danh từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết số 1. Nhưng từ này là lỗi là danh từ, nhưng tại sao là âm tiết số 2? À, bởi vì nó là trường hợp mà đọc nó thế này. Đúng không? Rồi, câu là gì đây? Câu 4 là một câu rất dễ. Rất dễ. Rất dễ nào. Sau 30 một tháng năm mà bắt đầu cô mở được cái lớp giao tiếp, thầy dạy Zumba sẽ là Ấn Độ, thầy người Ấn Độ, thầy của cô, thầy giáo cô luôn. Còn cô thì cô sẽ vẫn nhảy cùng thầy, nhưng mà cô sẽ dạy ở tiếng Anh cùng một cái buổi livestream luôn. Dạy cho học sinh hết. Cô muốn các bạn thay đổi tư duy tiếng Anh đi. Học tiếng Anh nó phải vui, nó phải energetic, nhiều năng lượng, đúng không ạ? Thay đổi đi. Cô còn mới sắm hẳn một bộ karaoke ở cái phòng đấy, 100 triệu, đúng 100 triệu luôn, tròn luôn. Bộ xịn luôn như kiểu ngoài hàng quán karaoke luôn. Nghe thích kiểu không? Nào, câu 4 là gì? Câu 4 là gì các bạn ơi? Câu 4 là gì đấy? The teacher had us to finish the first half. Mình có một cấu trúc như sau. Lớp mình ơi, đây chính là cấu trúc nhờ vả. Nhờ xong vả luôn mặt người ta đó. Had somebody cộng động từ nguyên giả. Bỏ to đi cho tớ nhờ các cậu nhé. Nhớ chưa? Đấy nhá. Thế bây giờ cả lớp ơi, cô hỏi chúng mình này. Dù câu này cô đổi đề bài nhá. Got. Rồi. Cô để bài đi. Thì câu này sẽ sai ở đâu? Got, get, hiện tại. Somebody. Thì lại phải là gì? To gì? À, nhớ chưa? Nhớ cấu trúc nhá. Rồi, dậy sớm đều đặn 5 giờ đi nhá các bé nhá. Nhớ chưa? Bật cam hay không bật cam, cứ ở ngoài mà đợi nhá. Rồi, cô Nam bắt đầu. Cô Nam bắt đầu nào. Hà Nội, hôm nay có mưa không nhỉ? Hôm nay cô ở cả ngày trong nhà. Hôm nay cô đi liên hoan cả ngày ở trong phòng cũng chả biết là có mưa hay không. Ôi, hôm nay có mưa không nhỉ? À thế à? Sáng nay lạnh không? Sáng nay lạnh, sáng nay lạnh cô biết. Nhưng chiều có mưa không? Không mưa, không mưa con ạ. Không mưa. Hôm nay cô có một party ở một penthouse nhà bạn của cô. Xong rồi cô, bọn cô ăn uống liên hoan hát hò đấy. Xong rồi là nhìn ra ngoài, ui đẹp, đẹp vãi các bạn ạ. Đẹp thật sự luôn. Nhưng không biết là có mưa hay không, không biết, để quên mất. Ok, Marilyn Monroe who acting in many films committed suicide in 1962. Lớp mình ơi, committed suicide là một từ cô không nói được, cô không thích, tự tử. Đúng ạ? Vâng, vậy câu này sai đâu? Sai đâu đây? Câu này mà sai xuống em bé cho nhanh đi. Sau who phải là động từ đúng không? Thì đây phải là act gì? Act, đúng rồi. Cô này cô không hiểu rồi, cho nên phải dùng quá khứ đơn. Thấy chưa? Đằng sau who là động từ nguyên dạng nhá. Ơi, bài dưới các bé ơi. Bài dưới là đồng nghĩa đây các bé ơi. Nào, xin mời.
careful, be careful. No touching, please. Thank you. I love you so much. No touching. Now, the organization has the authority to manage and regulate new and existing free trade agreements, to supervise world trade practice, and to settle trade disputes among member states. Ôi dồi, cô này dịch dài vết nhỉ? Cô dịch nhá. Cô dịch này. Tổ chức có cái quyền để quản lý và vận hành những cái hiệp định thương mại mới và đang tồn tại để quản lý những cái hoạt động thương mại trên thế giới và để gì đấy giữa các thành viên ngoại giao với nhau. Settle có nghĩa là settle có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Làm cho ổn định ý các bạn ạ. Bọn mình ghi nghĩa đi. Được chưa? I settle down. Để tôi ổn định ở đâu đó. Kiểu kiểu đấy. Đúng không ạ? Rồi. Vậy thì các bạn, câu này của chúng ta sẽ là gì đây? Câu này hơi khó với các bạn. À, xin lỗi. Hơi dài với các bạn. Là gì con? Rồi bọn mình ghi nghĩa cho cô này. Prolong. Hai chấm. Kéo dài. Con ghi đi. Kéo dài. Strengthen cũng là kéo dài. Reconcile. Reconcile người ta gọi là gọi là gì nhỉ? Kiểu như là ôn hòa, làm cho ôn hòa ấy ạ. Hòa giải cũng được. Augment là tăng. Cái câu này của chúng ta sẽ phải là C, giải quyết. Vâng, trong trường này có nghĩa là giải quyết các bạn, chứ không kéo dài kéo ngắn giải đây nhá. Gì cơ? Từ B là kéo dài, D là hòa giải. À quên, là tăng. Augment, tăng. Rồi, câu dưới đi. Câu dưới thì quá quen với chúng mình rồi. Từ vựng Unit 8 tiếng Anh lớp 9 thí điểm. Cái từ này. Nào, khỏi phải đọc đi. Biết ngay từ này gì? Heritage là gì các bạn ơi? Là gì? Di gì? Di sản. Đúng rồi, chính xác. Với hoạt động khác nhau thì The Game này đã tạo nên một cái gọi là gì, nhận dạng của nhận về về cái gì à, cái sức mạnh đã tạo nên một cái sức mạnh trong khu vực bằng cách làm sao tăng nhận thức của những người trẻ tuổi về lịch sử của các nước Đông Nam Á và di sản của nó. Thì di sản sẽ là từ nào đây các bạn ơi? Từ nào đây? Tradition nghĩa là truyền gì nhỉ? Truyền thống, đúng rồi. Đúng. Tiếp tục này. Heritage bọn mình ghi đã. Bọn con ghi đi. Rồi, tiếp tục nha. Heritage, người ta gọi là gì nhỉ? Kiểu như là của, như kiểu gọi là của để cái gì nhỉ? Để dành ý, đúng không? Sự để dành, bọn con ghi đi. Sự để dành. Có thể dịch là sự thừa kế cũng được. Sự thừa kế. Endowment, tổ chức từ thiện. Bequest là vật thừa kế. Vâng. Thì đương nhiên câu này của chúng ta phải là di sản đi với truyền thống các bạn ạ. Chả có thừa kế kiểu gì. Truyền thống là ví dụ như là bố đi sang thế giới bên kia để lại cho con ấy. Thì đấy là thừa kế. Thì đấy nhá. Rồi. Ơi. Bài này ở dưới thì dễ hơn các bạn này. Dễ hơn này. Bài dưới là bài trái gì nhỉ? Thấy cái con nó đứng dung. Lớp 9, 10, 10. Bỏ tay ra. Con nhiều. Nào, trái nghĩa con ơi. Their classmates are writing letters of acceptance. Nào, tôi nghĩa là gì con ơi? Không nghe thấy kiểu xuất sốc nhỏ ấy. Acceptance nghĩa là gì các bạn ơi? Các bé ơi. À, đúng rồi. Thư chấp thuận các bạn. Nào, thư chấp thuận. Rồi, thế bây giờ, trái nghĩa nó từ nào con? À, chấp thuận thì đây của chúng ta phải là trái nghĩa. Trái nghĩa có nghĩa là từ gì? Từ chối, refusal. Đúng rồi, bắt đầu cho cô từ này nhé. Hai, ba, refusal. Giờ không phải sờ nhé. Giờ, giờ, giờ đúng không ạ? Refusal đúng không? Rồi, tiếp theo này. Confirmation là gì con nhỉ? Sự gì nhỉ? Confirm tức là kiểu khẳng định nhá. Agreement là sự đồng ý. Admission là sự cho gì? Sự cho phép, ghi thẳng vào phiếu ấy. Nhá, giờ bài giới cô nè. We gì đấy, bla 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 gì đấy. Nào, chúng tôi đã mang lại những cái gì đó, những cái dịch vụ chuyển tiền rất là tốc độ và gì đấy, chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Ủi dễ quá. Secure nghĩa gì con nhỉ?
an gì, an toàn. An Vậy không ủi an toàn là từ à, nào ta? an An không phải à, toàn chỉ là có B đúng ta rồi. unsure Unsure, unsure là không chắc gì, unsure không chắc không chắc chắn chắn. Đúng rồi, từ nào? Uninterested là không thích thú không? Ừ. Nào, anh xin lỗi ta là gì nhé, cô? tớ quên gọi điện cho cậu vào tối ngày hôm qua. Vậy người kia sẽ nói nào? Mày biết này Có sao đâu mà, nhớ chưa cô nhá? Với các never bạn này, bọn con phải trả lời một cách lịch sự. Never mind, never mind, never mind, được chưa? Chúc mừng sinh nhật, đây là món quà nhỏ đến cho bà. Vậy người kia sẽ nói nào? what a busy How nice, tuyệt vời quá, cảm ơn bạn nha. what a busy mày đúng chứ đang nghe cầu Rồi, bông có một là gì con ơi? ABC. tay A, đọc câu thứ hai là physical. Người ta có Z được qua physical nha. Rồi nào, physical. Số 1 physical nhá, cái từ này này. Sick. this Specific. West. is Rồi, câu west số 3 là gì con? Từ này trông dễ, rất dễ mà học sinh hay sai câu này lắm, vì là đọc hay đọc sai mấy câu này lắm. Cứ rồi mobile loạn cái lên. Ây, occasion mình, ơi các bạn ơi, mình không đọc là mobile, mình là đọc là hai ba mobile 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 đúng rồi, di động rồi, chính xác. Các tôi lại là câu nào, hai ba occasion, connect, okay connect communicate, communicate. Rồi mày làm sao, đúng sao đi. Đấy, bây giờ, bởi vì cô phải dạy nhiều cần dạy dạy con cô một tí rồi. Nào bạn ơi, làm cho cô câu này nhá, làm nốt một tí nào bạn đi. Câu 29 đi con, hôm nay đúng giờ phải nghỉ thôi. Nào, 29 là gì con ơi? 29 là gì đây? Tôi rất là mệt, cô ấy đã làm sao, đã đan xong cái scarf là cái khăn cho bố. Với câu này của chúng ta phải là gì con nhỉ? Phải là gì đấy đi ạ? Phải là gì nhỉ? À đúng rồi, phải là đi à đó, gì đó although mặc dù. Đúng rồi, chính xác. Cô giới nào, sau khi tôi tìm được tất cả các thông tin đó cho cô này, information là danh từ không đếm được, sẽ không có s đằng sau, mà tôi cần tôi gì đó máy tính. được Tôi làm gì con? Turn off. turn Đúng rồi, turn off là tắt đi. off là Thế put off là gì con? Put off là gì con nhỉ? Trì hoãn. off là tắt máy tính ạ. Mọi con Chị ghi chị đi. hoãn Trì bước hoãn đầu là đi chị nhá. hoãn cái máy tính ấy. Đúng rồi, trì hoãn. Cái máy Tiếp theo tính này, switch on là bật hay tắt con? bật Bật. Look for là gì? tôi tra cứu Tìm kiếm, đúng rồi, chính xác. tìm Nào kiếm cô giới nào, cô ấy thích bơi để cải thiện sức khỏe của ấy. Nào ABCD con. Enjoy. chắc chắn là D rồi, chắc chắn là D, Enjoy. không có lệch đâu được. Đúng rồi, nhớ nhá. Để làm gì đó, to improve. Rồi, chính xác. Các nhà máy và các công ty nên được constructed là được xây dựng ở nơi nào? Nơi nào gọi nào? Vùng nông thôn hay là vùng thành phố các bạn? Nông thôn các bạn ạ. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, dùng vùng thành phố là khủng khiếp rồi, đừng có xây dựng thêm, ô nhiễm quá rồi đúng không ạ? Rural, bọn con ghi đi. Rural, người ta dịch là thuộc về nông thôn, bọn con ghi đi. Thuộc về nông thôn. Rồi các bạn cứ comment nhé. Thuộc về nông thôn nhá. Rồi, thế nào? Urban là gì các nhỉ? Thuộc về đô gì? Đô thị, đúng Gì? rồi. Cultural gì các? Thuộc về văn hóa. Coastal là thuộc về bãi biển. Nào, câu 28, câu 28 là sai thì buồn lắm. Câu 28 là nội dung của unit 2 thì anh lên 9 thí điểm luôn. Rồi. Câu 28 là gì con? Nước Nhật là nước phát triển thứ hai ở Mó trên thế Mó giới. Với 28 của chúng ta, bạn nào vừa nói most thì là sai rồi Second con. most Second Second in most. gì Most Giờ đúng rồi, chính xác phải là Second second most, nhớ chưa? Giọng nói nghe như giọng con Ôi cô ấy trời, nhỉ cô giới cô trẻ con không làm chấp. Xét gì đây? Xét gì Set đây? Set up, đúng rồi. Set up nghĩa là gì con? Thành lập. Thành Thế set up là gì? phá sản Khởi, à khởi gì? Khởi. khởi À động đúng rồi. Khởi hành. Khởi hành. Rồi, câu dưới của chúng ta là trên để thờ y thi huyền thì. Rồi, nào. Họ gì đấy với nhau kể từ khi họ tốt nghiệp ở trường 2 năm trước đây. Vậy thì có từ xin này, có từ ago này, thì chắc chắn của chúng ta phải là C. Đúng rồi, rời trường thì phải như thế nhỉ. Ôi cô rời dễ quá, vừa nói xong, vừa nói đầu giờ xong, hết sang là cái gì? nào
Đúng Run rồi, chính xác. out. I ran out of, người ta gọi là hết xăng. Rồi. Nướng Nào, out. Run cơ thể của out. bạn sẽ thay đổi hình dạng và chiều gì? Chiều cao. Vậy thì cô đố chúng mình nhá. Chúng mình cần loại từ gì đây con? À, tại sao biết là danh từ nhỉ? Bởi vì shape là danh từ. Cấu trúc xong gì? Đúng Xong. rồi. Thì đây cũng phải là danh từ đúng không? Và danh từ đây sẽ là gì? A, đúng rồi. Height. Ok, xong chưa? Xưa. Con ghi kỹ bài tập về nhà này. Ừ. Hôm sau làm nốt đề 27, bài đục lỗ, bài đọc hiểu. Và đề 28, 29. Làm nhá, không là hôm sau đến úp đấy. Thấy chưa? À, chết rồi. Là Hôm sau thứ bài mấy nhỉ? qua Hôm sau hình như vào 30 tháng 4, 1 năm hay sao nhỉ? Không được có gì, cô nhắn trên nhóm nhé. 30 tháng 4, 1 năm thì phải nghỉ đấy. Thì ok. ok. Rồi có gì cô nhắn trên nhóm. Con Chiến ơi, thắng tôi có rơi trùng đến 30 tháng nơi. 4 mùng 1 tháng 5 logo. Hai, nói có gì cô nhắn trên nhóm nha. Bye Không. bye, xin chào. Bye Have a good day. bye, Have a good chào day. cô. Have a good day. Mai 5 giờ nhá. Xin chào. Được rồi.